Anh chồng lâu phải lâu ta đê múc đi anh. Đó là gì đó? Tử. Tử hả? Tim. Trời ơi, có đủ thứ luôn. Cần hả? Cật hả? Rồi cật hả? Chào tất cả mọi người đang xem kênh The Angela Family Cuộc Sống Mỹ. Chào cô chú. Nó lớn lên. Chào cô chú. Thì Lâm mới đi làm về và anh chồng có nấu phá lấu. Ta da, là làm sẵn một chén rồi, anh cắt sẵn tất cả mọi thứ. Thì mời cả nhà ăn tối chung với gia đình Lâm Anh nha. Thì bà trước khi ăn tụi mình lại cùng ly đi. Cùng ly nè. 1, 2 Ừ. Ông sữa mì thôi. Lan thì anh mang mấy mì lát. Nó thích bánh mì. Mì nâu. Ai đi. Go đẹp. Chết rồi đẹp. Bảo lần tôi bản thử đó không. Để anh chấm với nước chấm thôi. Ê quá mì lắm. Ok. Để bỏ rau răm vào. Nước này vừa ăn nè. Thì cả tuần này á là Lâm không có ra được video nào hết. Tại do là mấy bé nó bị bệnh á. Nên không có thời gian phải lo cho mấy bé gặp tuần bệnh mà bệnh cảm cúm á. Mùa này mà cả nhà nào mà có, anh chị nào mà có em bé nhỏ là cẩn thận lắm nha. Tại vì bệnh cảm cúm năm nay rất là nó nặng hơn những năm ngoái á. Hết lâu, thường cả 2-3 ngày cảm cúm là nó hết. Còn đi bác sĩ á, bác sĩ nói là cảm cúm đợt này là phải đến 5 ngày, nhiều lúc hơn cả tuần mới hết. Nóng sốt rồi cứ hết sốt rồi lại cỡ 4-5 tiếng sau là sốt lại á. Thì bây giờ mấy bé đã đỡ rồi. Mừng. Giờ there's some trees. Tối thôi. I like it. Bạn thế lên. Ngon con, được không? Cháu rồi lòng. Chấm với muối tiêu. Để tao ăn rồi. Vừa ăn rồi. Ngon. Xuất sắc. Bên Lan anh đang chuyển qua mùa lạnh á. Rồi hôm nay cũng mưa nữa. Mấy bạn đang hơi mưa. Mà anh nên ăn cái món này là xuất sắc luôn nha. I got the dippy. Ngon quá rồi. Get the bread and bánh mì. Nên là ăn tập trung với lại. Anh không nói lúc nào vậy? Ăn sao? Cảm thấy ăn món này sao? Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon không? I just like be quiet every time. Cái nước chấm á. Cái nước chấm mà bánh mì ăn rất là vừa miệng luôn á. Cái đây. Một chấm lên chấm thêm miếng muối tiêu. Mềm. Yum. Yum mày. Mà. Nó rau răm, ăn miếng rau. This bread and this bánh mì. Bánh mì? You know that bánh mì? It's both the same thing. Bread and bread. Those bread and bread. No. It's a sandwich. A sandwich? Sandwich bread. But still the same thing. It's still bread. I don't know. Vì vào chung mẹ. Yes. Yeah. You see them boys. Đào tôi bị ông chịu vô. Cái hai chào cô chú nè. Hai chào cô. Tội nghiệp tôi lắm mà ông bà cô chú ơi. Cả tuần này tôi bị bệnh, không có đi học, nóng sốt, bệnh 5 ngày. Mà hôm nay thấy ốm luôn á. Dạ. Dạ. Giờ lấy được bệnh đỡ là con đỡ rồi, con hết rồi, nó hết bệnh rồi. Sau khi nó tôi hết bệnh rồi. Thì giờ này anh nãy là ăn ba sandwich rồi. Ăn pha lấu, ăn cái gì? Bánh mì Việt Nam mới ngon. Phải bánh hôm qua được bánh mì Việt Nam mà. Ta ti ta ti ta go. À. Vô khê. Cô cái nước béo này á,
Muối tiêu, ta muối tiêu sắm. Còn dư âm một xíu. Ngon quá. Mấy lần nấu cái món này 40 phút. Thằng cái này cho mấy mềm nữa, ăn nó ngon. What's a big thing? What's a big thing? Mấy cái lòng này, gan, cọng tim này, tùm lum, đủ thứ à. Mua ở chợ hả? Nên thọ nó cũng không cá, lâu lâu nó mới cá mấy cái đồ này, đúng không nè? Ha. Người đến, hay bao nhiêu ăn ăn có? Em muốn xài đi. Mấy mẹ con ổn mấy nhà. Mấy đứa nhỏ con làm cái bánh mì lắm. Mà Lanh nghĩ là đa số những các bé là bé làm cái bánh mì ha. Ăn cái bánh mì. Cái này mình gửi nước cho người đều. Bánh sữa. Cho cái cho con mô tô nha. Nha. Tôi xin cậu gọi ạ. Lâu lắm được ăn món này. Tại là bên em mua mấy cái này cũng hơi khó. Thỉnh thoảng mới có để mua. Đùa vơi kìa. Bà hẹo tim bà không? Bà hẹo tim hả? No. Tim đất kì. I have a bread. Sophie ăn cũng giỏi quá, Sophie ăn giỏi quá. Mấy nhỏ bữa bệnh nó nên nó muộn nó không ăn được. Nó mang được nhiều. Rồi, đỡ. I finish all of mine. Vậy là ăn hai thứ nào, ăn phá lấu chấm bánh mì. Còn Sophie là ăn gà với bún, chan nước với bún. Sophie thích ăn bún lắm, các thể loại bún. Bún bò nè, hay là nước bò. Mấy cái dạng mà canh nước nước, cộng nước bánh canh thì bún riêu ăn. Nuôi đúng rồi, phải biết nuôi. Phải biết giống ma mẹ á. Hả? Mẹ thích nuôi hả? Ăn gì nước. Me too. Chôn. No. Yes. I like bread. Bread really nice. Bread nice. Chấm nước này không? Mẹ. Hứa là khó. With tea. Hi, bye. I can't read Sophia. Không đụng là bảo nó, bảo không được đụng là được Sophia. Ngon quá, một buổi tối thật đơn, ngon quá, ngon đi. Nó chưa? Yeah. Vậy mình đã ăn xong rồi, thì Lan xin kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Là mong mọi người sẽ luôn luôn yêu thương gia đình Lan Anh nha. Và ủng hộ gia đình Lan Anh nhiều nhiều nha. Và Lan bye nè, giờ bye ông bà cô chú nè. Các con bye nè. Bye. Chúc mọi người là cuối tuần thật là vui vẻ nha. Và nhớ bình luận bên dưới cho Lan biết là mọi người làm gì vào những ngày cuối tuần nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.